Xin chào mọi người, xin chào anh Long nhé. Đó, bây giờ em thử cái máy này. Cái máy này là Tanaka MS330A nhé. Đó, cái lam là lam gương Power Master. Đó. Cái xích này là cái xích để em chuyên để thử. Thì nó là cái xích mà bị phạm giống như ở những cái video trước em có nói với mọi người á, là cái xích này không thể nào giao cho khách được nhá. Bị phạm xuống tận cái mắt dưới này luôn. Đó, người ta mài không biết mài bằng cái kiểu gì mà nó phạm mắt này. Cứ mỗi mắt nó phạm xuống một chút xíu là cái này cắt, nếu mà cắt anh em cắt là đứt xích ạ. Em không bao giờ giao cái xích như thế này cho khách. Đó. Nam 14 inch Power Master. Thì phần bên này nó chảy một chút xíu cái sơn bên này. Đó. Máy thì bơm nhớt ok, thử luôn. Trong đó em qua em cắt luôn một cái cây mà hiện tại lớn nhất ở đây em có thể. Bóp lên liền nhả xuống liền, nên là mình căn xăng sao cho nó phù hợp, đừng có căn nó tít quá mà đừng có căn nó dư quá nó ì máy. Nếu mà mình mà căn mà cứ hay chọc máy vào trong cái bộ chế này, nếu mà nó không có kinh nghiệm là dễ bị cái tình trạng cắt nó ì. Giờ em đi khoa em thử luôn. Tạm thời ngừng video ở đây nhé. Đó, mọi người xem thì like và subscribe kênh giúp mình nhá. Xích quá cùn nên là cái đường bào nó như thế này đây. Cái mặt khi gắn cái xích ngon vào thì nó sẽ ok lắm. Video nó mình cắt bằng cái cọng xích cùn. Bây giờ mình cắt bằng cái cọng xích nó mới hơn. Đây là cọng xích mới luôn nha anh Long. Đó, anh Long về làm bên công ty cây xanh ok luôn. Ah!
đường vào nó khác hồi nãy nhá. Đường vào nó la răm, la răm vào luôn. Hồi nãy nó nằm ở dưới đây, nó bụng như thế này đó. Cái xích mà cồn quá là nó bụng như thế này luôn. Còn khi mà cái xích mà mình mài mà nó bén thì nó sẽ được như thế này. Còn cái xích mới là như thế này đó, ok nhé mọi người. Sinh chuẩn bị gửi hàng đi cho anh Long.